Dạ, kính thưa các thầy cô trong chủ tọa đoàn, kính thưa các quý đồng nghiệp ạ. Em xin đại diện nhóm nghiên cứu trình bày cái đề tài là xác định giá trị tiên lượng tử vong của đảm bảo cytokine quy ước ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện tại điều trị tại Quân y Bệnh viện 175 ạ. Kính thưa quý thầy cô ạ, cùng vào thời điểm này năm ngoái tại thành phố Hồ Chí Minh thì đại dịch COVID-19 rất là hoành hành, và cũng rất là may mắn thì khoa hô hấp chúng em thì là sẽ thành chuyển đổi công năng thành điều trị COVID và trở thành trung tâm COVID trực thuộc Bệnh viện Quân y 175, và cũng là một số ít nơi ở thành phố Hồ Chí Minh là thực hiện đầy đủ các phương pháp điều trị cũng như các phương pháp xét nghiệm ở bệnh nhân điều trị COVID-19. Bệnh trung tâm COVID của chúng em là thuộc tầng 3 trong hệ thống điều trị COVID của thành phố Hồ Chí Minh. Như chúng ta đã biết thì bệnh nhân COVID-19 thì có biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng, từ không có triệu chứng cho đến là triệu chứng nhẹ, cho đến là tổn thương đa cơ quan và tử vong. Cái cơ chế bệnh sinh chính mà dẫn đến cái tổn thương do COVID-19 đã được xác định đó là cơn bão cytokine và huyết khối mao mạch phổi. Tuy nhiên, để tiên lượng những bệnh nhân nào có nguy cơ chuyển biến nặng hoặc những bệnh nhân nào có tiên lượng tử vong thì chúng em có thực hiện hai cái đề tài. Thì đề tài vừa rồi thì bác sĩ Lợi đã báo cáo, thì cái đề tài thứ hai để em xin báo cáo đó là về cái điểm bão cytokine. Thì như chúng ta đã biết, điểm bão cytokine nó do cái tác giả Stefano Cabanera lần đầu tiên đề ra nhằm mục đích là xác định bệnh nhân có hay không có tình trạng bão cytokine để có cái phương án điều trị thích hợp, ví dụ như sử dụng corticoid, ví dụ như sử dụng các phương pháp điều chế miễn dịch hoặc là lọc huyết tương để có hiệu quả. Tuy nhiên, qua nhiều nghiên cứu thì chứng minh là các thành tố trong cái điểm bão cytokine, ví dụ như là bạch cầu lympho, D-dimer, LDH, ferritin và CRP đều là những yếu tố liên quan tiên lượng độc lập đến nguy cơ diễn biến nặng và tử vong của bệnh nhân COVID-19. Do đó, chúng em xin làm thực hiện đề tài này với cái mục tiêu là xác định cái thang điểm này có hay không có giá trị tiên lượng tử vong ở bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Thì như chúng ta đã biết thì cơn bão cytokine đó, sau khi virus SARS-CoV-2 tấn công vào hệ thống đường hô hấp thông qua các thụ cầu thể ACE2 thì nhanh chóng để kích hoạt hệ thống miễn dịch. Nếu như cái sự đáp ứng miễn dịch của cơ thể ở mức độ vừa đủ thì dẫn đến là sự tiêu diệt virus SARS-CoV-2 và bệnh nhân sẽ khỏi bệnh, và triệu chứng thì chỉ có những cái triệu chứng trung bình hoặc nhẹ. Nếu như cái hệ thống miễn dịch chúng ta phản ứng lại một cách quá mức thì gây nên cái tình trạng người ta còn gọi là bão cytokine, và chính tình trạng bão cytokine sẽ quay ngược lại ảnh hưởng tổn thương phổi, gây ra tình trạng ARDS, tổn thương các cơ quan khác ví dụ như thận, tim, não và gan, thì sẽ dẫn đến nó tổn thương đa cơ quan, và cái hệ quả cuối cùng là bệnh nhân sẽ tử vong. Cho nên cái việc mà xác định được có hay không có tình trạng cytokine là hết sức quan trọng trong việc theo dõi và điều trị bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Thì như chúng ta đã biết, có nhiều cái yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân COVID-19 đã được nghiên cứu và chứng minh. Trong đó có những yếu tố về lâm sàng, những yếu tố về tiền sử, những yếu tố về cận lâm sàng, trong đó kể đến là béo phì, tuổi cao, các bệnh động mạch, trong đó các bệnh tim mạch, các bệnh ung thư, các bệnh suy thận mãn tính. Thì tất cả những yếu tố này đã được chứng minh là có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tiên lượng tử vong ở những bệnh nhân COVID-19. Và như em đã đề cập thì điểm bão cytokine đã được tác giả đề ra nhằm mục đích là có hay không có để bệnh nhân có bão cytokine để đưa ra cái phương án điều trị thích hợp. Thì tác giả định nghĩa cái điểm bão cytokine dương tính là gồm có tiêu chuẩn bắt buộc là bạch cầu lympho nhỏ hơn 1 giga trên lít và kết hợp ít nhất 2 trong 3 tiêu chí là D-dimer lớn hơn 1.000 nanogram trên ml, LDH lớn hơn 300 ui trên lít và ferritin lớn hơn 500 nanogram trên lít. Nếu chỉ có một trong 3 tiêu chí này thì phải kết hợp thêm tiêu chí là CRP lớn hơn 10 mg trên lít. Như từ đầu em đã nói, tất cả những cái tiêu chí này đều đã được nghiên cứu chứng minh là có giá trị tiên lượng tử vong đối với bệnh nhân COVID-19. Cho nên bọn em quy ước một cái thang điểm cytokine, quy ước là mỗi tiêu chí này là một điểm, trong đó tiêu chí bạch cầu lympho nhỏ 1 là tiêu chí bắt buộc, cũng giống như tác giả đã đề ra thang điểm này là người ta cũng đã đề ra như thế. Và đối tượng nghiên cứu của chúng em thì
Nói thật ra là trung tâm COVID của chúng em á, là từ lúc thành lập cho đến lúc kết thúc á, là phải điều trị được 6.000 bệnh nhân. Tuy nhiên cái giai đoạn đầu nó thật ra là mọi thứ hết sức khó khăn, ngay cả cái việc xét nghiệm đầy đủ tất cả những cái chỉ tiêu như này cũng hết sức khó khăn, nên là cái đối tượng của chúng em chỉ nghiên cứu được 81 bệnh nhân trong khoảng thời gian từ tháng 7, 17 tháng 7 năm 2021 và đến ngày 2 tháng 10 năm 2021. Bệnh nhân tiêu chuẩn chọn bệnh đó là bệnh nhân nhập viện tại trung tâm COVID bệnh viện 175, được chẩn đoán và điều trị theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhóm tử vong là tử vong trong thời gian điều trị, và nhóm không tử vong là bệnh nhân được ổn định, xét nghiệm âm tính và ra viện. Và tất cả những bệnh nhân bọn em nghiên cứu là được khám và xét nghiệm tại vào thời điểm nhập viện. Tiêu chuẩn loại trừ là những bệnh nhân tử vong mà không liên quan, xác định là không liên quan đến COVID-19, hoặc là bệnh nhân điều trị tuy nhiên chuyển viện, hoặc là bệnh nhân không theo dõi được thì chúng em không đưa vào nghiên cứu. Và cái kết quả nghiên cứu của chúng em á, thì cũng tương đồng với các kết quả nghiên cứu trước đây, thì tuổi cao là chiếm tỷ lệ rất là cao, tại vì hầu hết bệnh nhân nhập viện tuổi cao là yếu tố nguy cơ nặng. Do bệnh nhân tuổi cao thì thường là cái có biểu hiện của suy giảm miễn dịch, hoặc là những bệnh nhân tuổi cao thì cái tỷ lệ bệnh đồng mắt cũng cao hơn so với các nhóm tuổi khác, nên hầu hết là bệnh nhân trên 60 tuổi chiếm 44,4%, và cũng có sự tương đồng giữa hai giới tính là nam và nữ, không có sự khác biệt rõ rệt về hai giới tính. Về bệnh đồng mắt thì như chúng ta đã biết, bệnh đồng mắt là một trong những yếu tố tiên lượng tử vong của bệnh nhân COVID-19, và có thể chia làm 3 nhóm chính. Một là cái nhóm bệnh lý tim mạch, trong đó cao đứng đầu tiên là tăng huyết áp. Hầu như là những bệnh nhân vào viện đều khai thác tiền sử là đều có tăng huyết áp, có hoặc không có sử dụng các thuốc huyết áp trước đây. Nhóm thứ hai là nhóm rối loạn chuyển hóa, trong đó đứng đầu là đái tháo đường, và đái tháo đường cũng chính là một trong những yếu tố mà tiên lượng nặng và nguy cơ bội nhiễm phổi ở những bệnh nhân COVID-19 mà dẫn đến tử vong. Và nhóm thứ ba là các nhóm bệnh mà dẫn đến cái sự rối loạn miễn dịch hay suy giảm miễn dịch, ví dụ như bệnh nhân suy thận hoặc ung thư thì chiếm tỷ lệ khác hơn, thấp hơn. Và tiếp theo là kết quả nghiên cứu chúng em thì cho thấy là bệnh nhân chiếm tỷ lệ thừa cân béo phì mà BMI lớn hơn 25 á, thì chiếm tỷ lệ cũng khá là cao, trên 30%. Và hầu hết những bệnh nhân của chúng em thì chỉ tiêm được một mũi vaccine hoặc chưa tiêm vaccine bao giờ. Tại cái thời điểm đó, thành phố Hồ Chí Minh thì cái việc phủ vaccine á, thì là chưa được rộng rãi. Về triệu chứng lâm sàng cơ năng thì cũng giống như cái nghiên cứu trước đây, thì ba triệu chứng chính đó là sốt, hắt hơi, sổ mũi và khó thở là chiếm triệu chứng chính. Tuy nhiên chúng ta thấy các triệu chứng của viêm đường hô hấp trên là chiếm tỷ lệ cao hơn. Tại những cái bệnh nhân mà đã vào viện rồi, chúng em qua nghiên cứu chúng thấy thì cái tỷ lệ sốt trong cái lúc vào viện thì chiếm tỷ lệ không cao, chỉ dưới 50%. Trong khi đó triệu chứng đường hô hấp trên và triệu chứng khó thở thì chiếm tỷ lệ cao hơn, với lần lượt là 70,2 và 58,3%. Như chúng ta đã thấy, cái có sự mâu thuẫn về kết quả nghiên cứu giữa tần số thở và chỉ số SpO2. Chúng ta thấy là những bệnh nhân có tần số thở từ 20 cho đến 25% là chiếm tỷ lệ cao nhất, là 55,7%, trong khi đó chiếm tỷ lệ SpO2 dưới 94 thì chiếm tỷ lệ trên 50%. Thì cái này cũng phù hợp với cái biểu hiện lâm sàng của bệnh nhân, của những bệnh nhân COVID-19 đó, là người ta có biểu hiện lâm sàng đó là khó thở thầm lặng, có nghĩa là bệnh nhân đã có chỉ giảm chỉ số SpO2 rồi. Tuy nhiên hỏi bệnh nhân có khó thở hay không thì bệnh nhân vẫn cảm thấy là tôi vẫn bình thường, không có biểu hiện khó thở lâm sàng. Này cũng phù hợp với các nghiên cứu của những tác giả, là có tác giả Hong nghiên cứu trên 1.099 bệnh nhân thì sẽ thấy là chỉ có 14% bệnh nhân là có biểu hiện, hỏi là có khó thở. Tuy nhiên là có 86% đã có tổn thương trên HRCT và 41% là cần phải hỗ trợ oxy trong quá trình điều trị. Thì mức độ bệnh do bệnh trung tâm của chúng em là tầng 3, nên là hầu hết những bệnh nhân nhập viện tại trung tâm là ở mức độ nặng và nguy kịch, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là mức độ nặng là chiếm 43,2%. Và như từ đầu em đã phân tích thì tất cả các yếu tố tuổi, BMI và bệnh đồng mắt đều có liên quan đến nguy cơ tử vong. Thì nhóm nghiên cứu của chúng em á, thì có thấy là tuổi lớn hơn 60 thì liên quan đến kết cục tử vong với OR là 3,91 và khoảng tin cậy là từ 1,5 cho đến 10,2%, tương tự với BMI và bệnh đồng mắt.
Các chỉ số cận lâm sàng thì chúng em cũng làm được khá là nhiều các chỉ số cận lâm sàng. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân nghiên cứu chúng em thì cũng không làm được hết tất cả những bệnh nhân. Tuy nhiên nên là cái kết quả của những cái nghiên cứu này thì chưa 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 có phân tích cụ thể hơn, đặc biệt là interleukin 6 thì giai đoạn sau bọn em mới làm được. Nếu mà tất cả bệnh nhân được làm được những cái chỉ số này thì thật là tuyệt vời để mình công bố được cái kết quả. Tuy nhiên là một số bệnh nhân làm được cái số lượng nó còn thấp nên em chưa có công bố được. Về kết quả về điểm bão cytokine thì chúng ta thấy là dương tính là chiếm tỷ lệ khoảng 54,3% và âm tính là chiếm tỷ lệ 46%, 46,7%. Trong đó điểm cytokine quy ước như ngay như em giới thiệu á, thì 3 điểm và 5 điểm là chiếm tỷ lệ cao nhất và bằng nhau là 25,9%. Và có sự liên quan chặt chẽ giữa cái điểm bão cytokine quy ước và phân độ mức độ theo Bộ Y tế. Thì chúng ta đã biết mức độ phân theo Bộ Y tế là chủ yếu là dựa vào lâm sàng, là dựa vào tần số thở và chỉ số SpO2, trong khi đó điểm bão cytokine quy ước thì dựa hoàn toàn là triệu chứng cận lâm sàng, nên chúng ta cũng có thấy thấy được có sự liên quan chặt chẽ giữa cái triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng ở nhóm bệnh nhân COVID-19 nhập viện. Và em cũng phân tích đường cong róc ở điểm bão cytokine quy ước thì em cũng thấy được là điểm bão cytokine quy ước lớn hơn bằng 4 điểm, có giá trị tiên lượng tử vong tốt nhất đối với những bệnh nhân mà COVID-19 nhập viện, với độ nhạy là lên tới 96,55%, độ đặc hiệu 82,67-69%, giá trị tiên đoán dương là 75,67% và giá trị tiên đoán âm là 97,72%. Và chúng em đưa đến kết luận là điểm bão cytokine quy ước lớn hơn 4 điểm có giá trị tiên lượng tử vong tốt nhất đối với bệnh nhân COVID-19 nhập viện, và điểm bão cytokine quy ước là công cụ hiệu quả để áp dụng hướng dẫn điều trị cũng như là tiên lượng nguy cơ tử vong ở bệnh nhân COVID-19. Cái hạn chế của đề tài chúng em là cái cỡ mẫu chúng em là cũng còn nhỏ. Thứ hai nữa là chúng em chỉ nghiên cứu đơn trung tâm là tại trung tâm bệnh viện quân y 175 thôi, chưa có sự kết hợp của các trung tâm khác, nên là chúng em chỉ đưa đến kết luận như thế. Xin cảm ơn lắng nghe của quý thầy cô và quý đồng nghiệp ạ.